Kim Long Nam, đồ Nguyễn Hữu Định Hà Nội khố đỏ, đồ Phạm Văn Có Thừa Thiên Huế khố xanh, hai đồ Bà Sới. Nhắc hai đô thi đấu tích cực, tìm miếng đánh không phòng thủ, trận đấu tiếp tục. Thank you.
thời gian thi đấu hiệp 1, hai đô tạm nghỉ. Bộ phận sân bãi chúng ta kéo lại cái thảm. Hết thời gian nghỉ, hai đô vào giữa sới. Hiệp hai bắt đầu. Xin quý vị đại biểu, quý vị khán giả cho hai đô một tràng vỗ tay cổ vũ động viên tinh thần của hai đô. Mời hai đô đứng giữa sới. Hai đô đứng giữa sới. Xin công bố kết quả ở lúc 0 phút 34 giây hiệp 2, Phạm Văn Có, Huế thắng. Trận thi đấu tiếp